Không Lucian. Vô luôn, vô luôn, vô luôn. Hay quá. Nunu này biết đánh nè. Rồi Lucian đi đâu nó bớ hai mạng này rồi. Đó. Rồi luôn. Ồ, con được, con được. Canh rờ nha, nó chơi á. Thấy mà, đừng đưa rồi. Ồ, thằng này nó mạnh. Hai thằng này nó mạnh quá. Đừng mất vào đó ẩu rồi. Bữa giờ anh off em toàn coi stream review mà coi bên đó đánh kỹ năng lắm, cô đấu hài vui như kênh anh Vun ba em gái Khanh. Ok. Thấy kênh anh không kỹ năng. À. Cho em có thể có chăng quên đèn như vậy được vậy hả? Hay giờ anh bớt CC lại cho có cái anh em chọc qua chọc lại cho vui đi anh, chứ giờ cứ có người yêu rồi bảo đi kênh chat FA hoài cũng hơi chán anh ơi. Ủa? Tại sao bây giờ mấy ông chọc tôi từ kim cương không lên được cao thủ, mấy ông không chọc từ cao thủ không lên được đại cao thủ đi? Mấy không tự tạo ra content đi, đúng không? Tại sao cứ bắt tôi phải rớt kim cương nhờ? Mà chuẩn bị rớt rồi đây nè. Vẫy e nó, nát lên vẫy e nó. Đúng vậy. Đúng vậy, trợn. Những gì không thể thì mà thôi. Giết hết, giết hết. Cái pha này lùm hết. Ok. Hết đau thằng rừng nó. Không, nhưng mà hôm bữa mới có ngồi suy nghĩ một đêm về cái vụ mà con Ezreal không lên cái dạng kiếm sớm này. Đúng. Đúng thiệt. Tức là đúng ở đây là làm sao? Tức là không lên vẫn được, chứ không phải là không lên là ngon nha. Nói là không lên là mạnh hơn là không đúng. Nhưng có thể nói là không lên vẫn được. Là nếu như trong trường hợp mấy ông cảm thấy à lên cái kia sẽ hợp lý hơn trong điểm này nọ, trong thế này kia đồ á, là ok. Chứ không phải là không lên thì sẽ mạnh hơn ha. Cái đó là sai. Còn không lên vẫn được là đúng. Con đang gắt đâu, con đang gắt đâu. Trời ơi, nó chạy tới đây. Món 3 là cái gì ta? Ủa món 3 là cái gì anh em? Món 3 là nó lên cái gì? Đầu tôi giờ lú bà rồi. Cái đồ silo. Cái đồ silo. Đây băng à. Cái đồ silo mới là cái gì quên rồi. Trời ơi, trễ thời gian của tôi rồi, mua đại kiếm đi. Cái đồ silo là cái gì ta? À cái thương đúng rồi. Không giả kiếm là đồ thần thoại thì không nói rồi. Nhưng mà thật ra có thể lên đồ thần thoại khác được mà. Đâu nhất thiết là phải lên giả kiếm đâu. Mình thích thì mình lên cái khác thôi. Mấy ông chơi game mấy ông đừng có bị một kiểu quá, đừng có bị kiểu như là nó gọi là đinh đóng cột á, tức là cây đinh đóng lên nó chắc tới vậy không? Đôi lúc mình nên hoạt bát chút xíu. Ví dụ như mình thích mình lên giáp gai cũng được. Còn không thì mình ra mình đánh nam mồ hành gà. Theo em thì chơi theo kiểu đinh đóng cột cũng được mà anh, bí quá lấy cây đinh khác đóng thôi chớ vấn đề gì đâu. Mày mà ở trong kiểu như là hội đồng chuyên gia á, mày nói cái câu đó ra á, đinh đóng vô đầu mày hình vậy đó. Hiểu không? Cái thế đó, cái thế là đinh đóng đầu á, đinh đóng cột. Trời ơi! Mạnh phai ơi! Chơi chơi. À mày hết ti rồi. Ui, bật con thảo lưỡng. Con Lucian đang đây nè. Chúp. Quỷ. Đấm. Hình như có ba lu. Đây, qua đây nè, bánh phai. Con bánh phai này nó hơi non. Ôi mánh vai ôi. Sao lại đi cái đường đó. Mất bình bên này rồi mà. Chi ba. Đây nè, cái bình này nổi là mình lụm ba con nè. Lụm ba con nè, lụm. Ăn luôn á, mày là Nunu mà. Về. Đi về nha, đánh lộn không được, đánh lộn rủi ro thua luôn á. Anh biết nơi để quay về, anh biết nơi. Ôi ôi, một thằng bảy xị xuống. Rút cái G kìa anh em à. Nó đã. Lụm combo lưu của nó luôn. Đi. Bới mà đi liền. Đâu có Khanh nha, có Khanh. Thì hồi xưa còn thi đấu chuyên nghiệp, bây giờ nghỉ rồi mà, đã nói là giải nghệ rồi mà. Cát kiếm rồi mà. Ôi kìa, đồng đội tôi đâu? Anh em sao thế nha? Đã nói là nghỉ thi đấu rồi, anh em ăn mày quá khứ à? Mỗi lần mà tôi nhắc tới ra 27 mấy ông hay chửi tôi là ăn mày quá khứ. Ơ thế mà không? Thế mà không ăn mày quá khứ à? Chơi game kiểu gì cũng có một chiêu, có tác dụng cũng mất. Chướng nào à? Anh chướng anh phai hả? Mẹ gà vậy. Hết rồi. Đi ra nơ mồ thành gà đi. Vì cái đầu nó xuống cho tao. Vì cái đầu mấy thằng đó xuống cho tao. Còn lại để tao lo. Chỉ cần ghi cái đầu nó xuống cho tao thôi. Và đó là sai ra. Quá mạnh. Hay quá, Nunu hay quá. Cắn vô cái đầu nó, đúng vậy, cắn nó. Ôi ôi, Nunu chiến đấy nha. Nunu hơi bị chiến đấy. Ra nào. Ủa lát phải đánh kỹ là mới được, team tôi có mình tôi đam 9 nè. Con rắn nó 1-8 mà, nó có đam đâu. À không phải là nó không có đam mà nó yếu. Ôi ôi, trời chiến tướng của mất đây rồi, chiến tướng của anh đây rồi. Vậy đi con Bagon này sẽ thuộc về ai đây nào? Phải let's go baby thôi. Nó sẽ thuộc về ai đây nào? Baby của anh à. Baby màu tím à, em sẽ thuộc về anh. Nè bây giờ mình lên mình đẩy top luôn, Con Rồng là bỏ rồi, con Lilia nó chạy ra đá con Rồng rồi. Chạy đến đây. Bây giờ bốn đứa đứng đó. Đến đẩy. Bây giờ đứng yên nè, nè đơn, đứng yên đơn. Không. Bỏ Rồng đơn. Bây giờ đứng yên nha chưa? Lính vô tới vụ là bốn thằng chạy ra. Nó đang với Rồng đi rồi, đánh nha chưa? Vô. Bơi về cái gì vậy mấy ông nội? Ôi đồng đội cũng mới vội thế. Đinh đóng cột chắc 4 tháng nhổ không ra. Trời ơi, bầy núi mà có thể chung cái cầu sấm đó. Còn lát luôn trời ơi, tao e rồi mà. Do tao chậm hay là do con Ezreal chậm? Tôi đã nghe rồi mà. Em biết nơi để quay về, anh biết nơi phải đi. Hay quá. Lụm mời, anh phải lụm mời chiến. Con xe da nó dụ tôi kìa, thấy không? Thằng Phai ơi, rợ. Ơ kìa. Nó đéo rợ. ra nữa, đang góc này nè. Dính con gì chết. Ôi điên xe da luôn, đi xe da luôn rồi. Nè 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 nè. Điên xe da trong hồi máu. Xe da gà quá, ra đánh nó mồ hành gà đi. Mới xin cái game. Chuyện thế nhờ. Woohoo.